chào mừng quay trở lại với Thách thức 21 ngày. Trong 21 ngày này, mỗi ngày chúng ta sẽ thay thế một bữa ăn chế biến thông thường bằng một bữa ăn từ đồ tươi. Từ đồ tươi ở đây tức là sao? Tức là gồm rất là nhiều những cái loại rau củ quả. Và nếu như bạn muốn biết rằng là chúng ta nên chọn các loại rau củ quả nào để ăn thì xin bạn hãy theo dõi trong cái clip đầu tiên của Thách thức. Anna đã giới thiệu cho bạn tất cả những loại rau củ quả mà bạn nên ăn và bạn nên chuẩn bị, nên có ở trong nhà của mình. Không chỉ khi bạn tham gia Thách thức 21 ngày mà trong tất cả những ngày còn lại khi chúng ta còn ăn cơm, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái công thức gọi là salad cầu vồng. Với món salad cầu vồng này á, chúng ta sẽ làm cho bữa ăn của chúng ta đẹp hơn. Đặc biệt là khi trong nhà của chúng ta có trẻ nhỏ thì các con sẽ rất là thích những cái màu sắc khác nhau. Và khi chúng ta bày lên một đĩa salad gồm nhiều màu sắc như vậy thì cái khả năng mà con của chúng ta ăn rau cùng của chúng ta nó sẽ cao hơn. Còn tuyệt vời hơn nữa nếu như các con có thể ăn những cái loại rau tươi không cần phải chế biến bằng nhiệt, đúng không ạ? Và nước sốt mà chúng ta dùng hôm nay sẽ là nước sốt quốc dân. Nếu như bạn muốn biết cách làm cái nước sốt quốc dân này thì rất là dễ thôi. Bạn hãy tìm lại cái clip này cũng ở trong cái chuỗi clip Thách thức 21 ngày, bạn sẽ thấy ngay được cái công thức làm nhé. Cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng 5 phút là bạn đã có một loại nước sốt thơm ngon, có thể phù hợp với rất nhiều các loại salad khác nhau và làm hoàn toàn bằng các loại rau củ quả tươi, rau củ quả và hạt tươi. Và chúng ta bắt đầu đến với đĩa rau của món salad cầu vồng nhé. Tên tên! Và chúng ta đã chuẩn bị xong bữa rau của món salad cầu vồng rồi. Bạn thấy nó có xinh đẹp không? Và bây giờ chúng ta sẽ dưới nước sốt lên món salad cầu vồng này. Và để cho cái hình nó đẹp, bởi vì là theo kinh nghiệm những cái lần làm salad trước á, cứ mỗi lần trộn lên là không còn hình thù gì cả và cái đĩa salad nó không còn đẹp. Cho nên bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chỉ để nước sốt lên trên thôi và chúng ta chưa trộn lên. Cũng như vậy, hoặc là bạn có thể sử dụng những loại rau củ quả này để chấm cùng với nước sốt cũng là một cách. Hãy linh hoạt hóa và hãy làm cho cái bữa salad của mình trở nên vui nhộn và nhiều sắc màu. Đặc biệt là hãy ăn nó, hãy thưởng thức nó với con của mình nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món salad cầu vồng. Nếu như bạn thích video này thì hãy cho chúng tôi một like, hãy share video, hãy rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo nhé. Và nhớ là nếu như mà còn ai đó, người thân của mình, bạn bè của mình vẫn chưa đồng hành cùng bạn trong Thách thức 21 ngày thì đây chính là thời điểm để bạn kêu gọi họ cùng đồng hành với bạn. Chúng ta sẽ có một cộng đồng lớn mạnh. Trong đó Anna này, các thành viên của Yobo này, bạn này và những thành viên khác trong cộng đồng Thách thức 21 ngày lại chính là những người truyền cảm hứng cho những người mới. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì luôn ủng hộ chúng tôi trong tất cả các clip vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!